Bonjour mes amis. Maintenant, je vais vous présenter une sorte d'apéritif rapide. Ça, c'est des calamars hachés. Vous avez déjà connu que ce que j'ai fait au poivron aujourd'hui. Je vais prendre pour un poivron. J'ai coupé en deux. Après, on l'amène. Et voilà, j'ai des lamelles. J'ai fait pareil avec poivrons verts. Et maintenant, je vais chercher. Voilà. Quelques cuillères de calamar. C'est le piment fort. Je vais ajouter une toute petite cuillère. Si quelqu'un peut manger piment fort, je vais utiliser du piment fort. Je mélange. Je mélange. Et voilà. Voilà. C'est très collant. Hein. Je mélange comme ça. Et j'ajoute une cuillère de sauce de noix. Ça, c'est la sauce de noix. On peut ajouter une toute petite cuillère. Après avoir bien mélangé, je vais prendre un morceau de piment. Voilà, c'est poivron. Poivron rouge. Et je vais mettre la pâte de calamar. Je laisse comme ça pour prendre. Voilà, comme ça. Et je vais prendre aussi un morceau de piment vert. Je vais mettre aussi la farce et je vais fondre dedans. Et voilà. Vous pouvez changer avec d'autres ingrédients. Attention, la cuisson, c'est très rapide. Il faut enlever tout de suite. Parfois, je n'ai pas bien attaché. Voilà, ils sont tombés, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Je vais continuer à mettre les autres morceaux. Pas autour. Hein. Chúng ta chỉ đặt cái ở bên trên đây các bạn nha. Các bạn không đặt xuống bên dưới được. Bởi vì đặt xuống bên dưới thì nó cũng hay bị rụng. Xì lông sơ cà thô sô, nếu mà trong cái trường hợp nó nóng quá thì chúng ta kéo cái chảo ra ngoài bên xia, đúng không? Chúng ta thấy đây là một cái món ăn ong khê rất là xịn đấy các bạn nha. Khu la fête de Noël, ong peut boire avec du vin rosé ou blanc ou moelleux. Chúng ta có thể phụ nữ uống với rượu ngọt ngọt, đàn ông thì hay uống với lại cái rượu rượu trắng ạ. Các bạn thấy nó nở rất là nhanh. Cái công thức này làm cái bột này như thế nào thì mình hướng dẫn rất là kỹ ở ở những cái video mà làm chả mực cái các bạn nha. Nó cũng giống hệt như thế mà thôi. Và là các bạn thấy có em nước thử một số. Voilà, chỉ trong mấy phút thôi là các bạn đã có thể trình bày được một cái đĩa ăn ăn aperitif, tức là ăn trước bữa ăn, tao gọi là nhấm nháp ấy, cùng với một cái thứ rượu nhẹ nhẹ cho cả phụ nữ và đàn ông cùng một lúc. Với cái lúc mà đợi vào bữa chính thì chúng ta có thể nhắm như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Au revoir, Thái Bình Tô.